rừng, nhà đầu tư sẽ được tạo nhiều điều kiện để phát triển. Dự án nhà máy xi măng Trung Bình hơn 11 năm. Khởi tố bắt tạm giam Lê Chí Thành. Trịnh Sướng bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù vì sản xuất buôn bán xăng giả. Câu chuyện độc đáo hôm nay gặp chủ nhân của những bộ giáp trụ đẹp như phim. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Quý vị, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng những năm gần đây đã vươn lên mạnh mẽ, tạo dựng được thương hiệu rộng khắp với một nền nông nghiệp chất lượng cao, du lịch thân thiện với môi trường, cũng như một nền tảng văn hóa đa bản sắc khó nơi nào có được. Với những định hướng và chính sách tốt, trong tương lai, địa phương này sẽ là điểm đến lý tưởng không những cho du khách mà cả các nhà đầu tư. Trong cái phát triển thì chúng tôi vẫn cố gắng là sẽ phát triển theo cái hướng là để không sử dụng nhiều cái đất và theo hướng là không chuyển mục đích đất rừng để phát triển các cái hoạt động về kinh tế, nhưng sẽ dựa vào cái lợi thế của rừng để chúng ta có nhiều cái mô hình phát triển. Ví dụ như là hiện nay thì nghị định 146 của chính phủ đã có cái quy định là sẽ có cái chủ trương là cho thuê môi trường rừng để phát triển về du lịch. Đây là một cái chủ trương mà chúng ta không chuyển mục đích rừng nhưng sẽ sử dụng cái lợi thế trong cái các cái khoảng trống ở trong rừng để phát triển cái kinh tế du lịch. Ngoài ra thì trong cái phát triển thì cũng định hướng rõ, ra soát quy hoạch ba loại rừng, xác định cái phần nào là giữ lại rừng, phần nào là phát triển các cái mục đích về nông nghiệp, về du lịch. Theo ông Hoài, chính sự nhất quán trong chính sách mà huyện Lạc Dương những năm qua luôn đảm bảo độ che phủ rừng duy trì ở mức hơn 85%. Chủ trương của huyện hiện nay là phát triển của Lạc Dương phải gắn với trách nhiệm với cả Lâm Đồng, Tây Nguyên và cả Đông Nam Bộ. Và đối với lãnh đạo huyện thì có một cái thông điệp rất rõ ràng là không đặt một cái điều kiện gì với nhà đầu tư, chỉ một điều kiện, đó là không phá rừng để đầu tư các cái dự án để phát triển ở trên địa bàn Lạc Dương. Đúng như vậy, với vai trò là một người đã đầu tư và đã thành công ở Lạc Dương, ông Văn Tuấn Anh, người sáng lập khu du lịch làng Cù Lần, vẫn luôn tự hào về hướng phát triển kinh tế mà ông đã làm được. Với diện tích hơn 200 hectare trồng rừng, làng Cù Lần dùng để khai thác du lịch. Nhưng ông Tuấn Anh vẫn bảo tồn những yếu tố nguyên sơ nhất của ngôi làng, những ngôi nhà cổ và lối kiến trúc được bảo vệ gần như nguyên vẹn. Tôi muốn giữ lại cái phần đẹp nhất là cái phần không gian nằm ở giữa rừng. Và ngày xưa thì với cái kiến trúc của ngày xưa như những nhà gỗ, những nhà sàn thì họ nếp mình vào thiên nhiên, không có san lấp, không có phá đi cái mặt bằng đó. Thì ngôi làng Cù Lần gần như là nó giữ nguyên sơ tất cả cái địa hình tự nhiên. Thì cái vấn đề quan trọng nhất là tôi muốn mang lại một cái không gian sống tốt đẹp nhất mà chúng ta đã từng có. Ở năm đầu tiên ra đời, làng Cù Lần chỉ đón khoảng 60.000 khách một năm, nhưng đến năm 2019, làng Cù Lần đã đón 500.000 khách một năm. Tính đến nay, huyện Lạc Dương đã thu hút 68 dự án đến địa bàn với tổng số vốn đăng ký là 6.400 tỷ đồng, tổng diện tích thực hiện 6.327 hectare và tất cả các dự án đều đảm bảo hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ rừng. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa thông điệp phát triển gắn với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, rừng tự nhiên cũng như mời gọi thêm nhiều du khách, nhà đầu tư đến địa phương, chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương phối hợp với báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Jam Group sẽ tổ chức chương trình xúc tiến thương mại trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Chương trình được hứa hẹn sẽ giúp du khách, nhà đầu tư có cái nhìn bao quát hơn về những tiềm năng to lớn của địa phương này để tìm đến trong tương lai, cũng như mở ra cơ hội để cùng nhau phát triển bền vững với những chính sách tốt. Xin chuyển sang những thông tin khác.
Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều người dân kéo đến khu vực khai thác quặng bauxit tại thôn 13, xã Đắk Que, huyện Đắk Rơ Lấp, Đắk Nông, thuộc công ty nhôm Đắk Nông TKV, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, dựng lán trại, lập chốt, thay nhau trực, ngăn không cho công nhân tiếp tục khai thác tại đây. Theo các hộ dân, quá trình giải tỏa, nhiều diện tích đất không có quặng của người dân không được thu hồi nên được tiếp tục canh tác. Tuy nhiên vì bốn bề đã bị giải tỏa, vườn rẫy còn lại không còn lối đi lại, lại thiếu nước nên không thể canh tác. Ủy ban nhân dân xã Đắk Que cho biết hiện ghi nhận có khoảng 50-60 hộ vẫn chưa hoàn toàn nhất trí với phương án thu hồi, đền bù giải tỏa. Xã đã có báo cáo đề nghị chủ đầu tư đền bù hết số đất còn lại cho người dân, tránh tình trạng gây cản trở khai thác như hiện nay. Đại diện Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Đắk Rơ Lấp, đơn vị trực tiếp tham gia đền bù, giải phóng mặt bằng cho biết, các diện tích còn lại hiện chưa được thu hồi và đền bù, đơn vị đã xây dựng dự thảo, báo cáo, gửi cho các phòng ban chuyên môn để góp ý, kiểm tra thực địa mặt bằng. Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn ở xã Thúy Sơn, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa được khởi công xây dựng từ năm 2009. Đến nay đã hơn 11 năm nhưng công trình chưa hoàn thành do thiếu vốn. Chính quyền và người dân địa phương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm thu hồi dự án để không gây lãng phí đất đai. Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn do công ty cổ phần xi măng Thanh Sơn làm chủ đầu tư, tổng số vốn hơn 1.400 tỷ đồng, có 206 hộ dân ở các thôn Vân Sơn, Lương Sơn, Hồng Sơn, Thanh Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc phải thu hồi đất ở, đất nông nghiệp với tổng số 40 hectare bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, sau hơn 11 năm tại công trường, đơn vị thi công mới sàn lấp mặt bằng, khoan cọc nhồi, xây tường rào rồi ngừng thi công gần 10 năm nay. Diện tích đất xây dựng nhà máy bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Rất mong muốn là cấp có chính quyền và nhà nước các cấp trên là sẽ cho bà con nhân dân được sử dụng lại cái quỹ đất mà bà con nhân dân đã được đền bù để được sản xuất, để tạo cái công ăn việc làm cho bà con nhân dân. Nhân dân đề nghị là nhà máy xi măng không thực hiện làm nhà máy xi măng nữa mà có thể là thực hiện các cái nhà máy khác thuộc cái công nghệ cao để đỡ ảnh hưởng đến cái môi trường. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc lấy ý kiến hộ dân quanh khu vực xây dựng nhà máy xi măng Thanh Sơn, có đến 715 hộ trên 717 hộ không đồng ý tiếp tục xây dựng nhà máy này vì lo gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Nghe tiếng tri hô của người dân, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế bắt giữ một thanh niên cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Trần Quốc Đạt, 25 tuổi, khai nhận sau quá trình theo dõi, đôi vợ chồng chạy xe máy mang theo túi sách có nhiều sơ hở, liền chạy xe theo để cướp giật túi sách. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân và người dân, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh đã nhanh chóng đuổi theo bắt giữ khống chế Đạt, giao cho lực lượng chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành, 38 tuổi, về tội chống người thi hành công vụ. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều 14 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa xét xử Trịnh Sướng và 38 đồng phạm bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Đối với Trịnh Sướng, Đình Chi Dũng, Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Thị Thu Hòa, bốn người trực tiếp chỉ đạo nhóm của mình sản xuất buôn bán xăng giả, bị đề nghị các mức án như sau: Sướng 12-13 năm tù, Dũng 7-8 năm tù, Quang 5-6 năm tù, Hòa 7-6 tháng đến 8 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm của Sướng, Dũng, Quang và Hòa sản xuất buôn bán xăng ở Sóc Trăng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Đắk Nông. Người bị đề nghị mức án thấp nhất là từ 3-3-6 tháng tù, người cao nhất từ 7-8 năm tù. Riêng Lưu Văn Nguyện, giám đốc công ty cổ phần dầu khí Bình Minh, đơn vị bán dung môi cho Sướng, Dũng và Hòa, bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù. Từ đầu năm 2019, công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị,
vị, hàng phi tuyết có lẽ đã là một cái tên không quá xa lạ trong giới những người đam mê cosplay hay yêu thích các sản phẩm đạo cụ độc đáo. Anh là người chuyên chế tác áo giáp, mũ cho phục trang cosplay, sân khấu và một số dự án điện ảnh tại Việt Nam. Hàng Phi Tuyết từng là diễn viên múa rối của nhà hát múa rối Nụ Cười, được làm một công việc nghệ thuật, được tiếp xúc với những đạo cụ sân khấu, càng khiến đam mê trong anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Được sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, anh quyết định mở một thương hiệu của riêng mình. Lúc mà khoảng 20 mấy tuổi thì lúc đó mình tham gia hoạt động trong sân khấu múa rối, thì vô tình trong đó mình cũng được tham gia thực hiện những cái bộ trang phục ở trong sân khấu, và từ đó là mình ấp ủ cái niềm đam mê là biến cái ước mơ của mình thành sự thật. Anh cho biết để ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh, anh và những cộng sự mất trung bình 2 tuần. Các nguyên liệu được anh làm kết hợp bằng cả thủ công và máy. Sản phẩm đầu tay của anh ra mắt năm 2012. Với một người trẻ và một nghề hết sức mới mẻ này, khi bắt đầu anh đã gặp không ít khó khăn. Trải qua hơn 8 năm không ngừng nỗ lực cho đam mê, Hàng Phi Tuyết tiết lộ đến thời điểm hiện tại anh đã sống được với nghề. Trong quá trình thực hiện những cái bộ đồ này á, thì cái sự khó khăn lớn nhất là ở Việt Nam mình rất là khó tìm kiếm những cái vật liệu để làm những cái bộ trang phục mà đảm bảo được độ bền. Cho nên đôi khi mà mình quay phim á, thì nó sẽ hư hại và mình phải bắt buộc mình phải sửa chữa liên tục, là cái điểm yếu của những cái loại vật liệu mà anh đang sử dụng. Khi mà mới bắt đầu làm thì rất là khó khăn, tại vì chưa ai biết tới. Và cái ứng dụng của cái mô hình này nó quá nhỏ, thì mọi người chỉ biết tới việc là cosplay game thôi. Họ không nghĩ tới những cái bộ đồ giống như vậy nó thể ứng dụng như phim ảnh hoặc là những cái dự án lịch sử. Nhưng mà dần dần về sau này thì mọi người đều biết tới nhiều hơn, cho nên là mình cũng làm được nhiều thứ hơn. Anh từng ghi được dấu ấn với công chúng thông qua các trang phục ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Những bộ áo giáp, vũ khí hay đạo cụ được chăm chút tới từng chi tiết, thể hiện niềm đam mê mãnh liệt của anh với nghề khá đặc biệt này. Sự sáng tạo cùng tâm huyết đã giúp cho chàng trai Hàng Phi Tuyết trở thành nghệ nhân thổi một luồng gió mới vào những bộ phục trang điện ảnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.